Trên dãy Trường Sơn có một con đường huyền thoại, đường 20 quyết thắng. Con đường được làm nên bởi những con người có tuổi đời mới vừa tròn 18 đôi mươi. Con đường đã đi vào lịch sử dân tộc như một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng độc lập, niềm tin tất thắng của cả dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đường 20 quyết thắng là con đường của sự đoàn kết, con đường rộng mở đến tương lai. Rời vườn thực vật, chúng tôi tiếp tục theo con đường 20 quyết thắng ngược lên phía Thượng Ngàn Trường Sơn. Con đường mới được đầu tư nâng cấp, mặt đường mở rộng ra nhiều hơn so với đường cũ. Nhiều đoạn cua gấp khúc đã được nắn lại, mặt đường được rải thảm bê tông nhựa. Tuy nhiên những dốc cao, vực sâu, những cung đường ngoằn lên lườn xuống vẫn còn đó. Xe lắc lư, người cũng lắc lư theo xe. Đi trên con đường ngày xưa âm vang nhịp quân hành của những đoàn quân ra trận, lớp trẻ như chúng tôi đã cảm nhận được sự gian khó của thế hệ cha anh một thời rẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Hôm nay cùng đi với chúng tôi ngược lên Thượng Ngàn Trường Sơn có các cô các chú là những người lính, những người thanh niên xung phong năm nào từng tham gia xây dựng và bảo vệ con đường 20 quyết thắng. Trong chuyến về nguồn này, những câu chuyện về một thời bom đạn của họ như là một bài học nhắc nhở chúng tôi. Những người trẻ tuổi cần phải ra sức hơn nữa để gìn giữ, xây dựng và bảo vệ tổ quốc thân yêu ngày một tươi đẹp hơn. Chúng tôi băng qua những cung đường in đầm dấu tích của chiến tranh như những khúc cua gấp chữ A ở cây số 12, 13, dốc Đồng Tiền, cầu Cơn Siêu, ngã tư Trà An, nơi giao nhau giữa nhánh Tây đường Hồ Chí Minh với đường 20. Ông Phan Thanh Hề, 75 tuổi, nguyên chính trị viên C1, binh trạm 26, đoàn 559 cho chúng tôi biết. Trà An là đoạn đường từ km 12 đến km 14 của đường 20 quyết thắng. Đó là đoạn đường giao thông độc đạo nằm chênh vênh trên núi cao từ 400 đến 600 mét. Dưới là vực Trà An sâu hút. Cung đường này từ năm 1964 đến năm 1972 là túi bom vô tần của máy bay Mỹ. Chúng bắn phá khu vực này cả ngày lẫn đêm, biến nơi đây thành một vùng xác xơ, không còn một lá cây ngọn cỏ, biến đất thành bụi, đá thành vôi. Có đợt chúng bắn phá liên tục 87 ngày đêm. Có ngày chúng dùng 27 lần máy bay B-52 và 30 lần máy bay khác để ném bom tọa độ. Chúng ném xuống khu vực này đủ thứ bom như bom tấn, bom tạ, bom phát quang, bom từ trường, bom bi, mìn lá, mìn tai lồng. Đặc biệt, chúng còn thả xuống Trà An cây nhiệt đới, có chức năng thu phát các tiếng động như tiếng xe ô tô, tiếng bước chân hành quân của bộ đội để bảo vệ trung tâm điều khiển máy bay. Mỹ là tập trung bằng không quân là chính, đánh phá cả trần cả con đường giao thông. Cho nên lúc nữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Thanh Hóa là phụ trách cái tuyến đường 20 quyết thắng đi. Mục đích là thông đường và bốc vác vũ khí, đạn dược, nói tóm lại phương tiện của chiến tranh. Ngầm Trà An sâu hút là nơi vang mãi huyền thoại máu và xăng. Ngày 25 tháng 9 năm 1968, trước tình hình khan hiếm xăng của chiến trường miền Nam, binh trạm 14 tổ chức 4 đội chuyển tải kéo xăng ngược suối. Địch phát hiện và ném bom, đưa 30 phi xăng vượt suối Trà An,
20 chiến sĩ vận tải của đội 81 thanh niên xung phong Thái Bình chốt giữ trọng điểm này đã không trở về. Máu và sang hòa trộn nhuộm đỏ cả sông Trà An. Chiến tranh đã qua đi, Trà An đã hồi sinh trở lại. Tại trọng điểm năm xưa này, giờ đây cây rừng đã xanh, chim rừng đã trở về ca hót liều lo. Các hố bom sâu hoắm năm nào cũng bị lấp dần bởi phù sa của dòng suối Trà An. Nơi đây không gian vắng vẻ thoáng đãng, một bên là vách đá, một bên là sông chảy, nước chảy rì rào hòa cùng với tiếng lá cây xào xạc. Cây cầu Trà An bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu vững chãi bắc qua dòng suối nổi bật giữa đại ngàn Trường Sơn là gạch nối tạo hình đầy ấn tượng trên bức tranh non nước Thanh Bình. Từ ngã tư này theo biển chỉ dẫn đường, rẽ sang bên trái, đi qua cầu Trà An khoảng chừng một cây số là tới đường dẫn vào hang Sơn Đòn. Còn rẽ sang bên phải, đi chừng ba cây số là tới lối rẽ vào Đồng Thiên Đường. Đây là hai hang động nổi tiếng, đẹp và loài nhất nhì trong hành trình khám phá các hang động tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Tiếp tục đi thẳng theo tuyến đường 20 khoảng chừng hơn 3 km, chúng tôi đã có mặt tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 quyết thắng. Nằm trong quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia tại km 16 cộng 500 này có hang Tám Thanh Niên Xung Phong hay còn gọi là hang Tám Cô. Đây là hang đá sâu 20m, rộng 10m, cao 9m. Có 8 chiến sĩ thanh niên xung phong bị bom Mỹ vùi lấp trong hang và 5 chiến sĩ pháo binh hy sinh ngay tại cửa hang trong cùng một trận đánh. Sự hy sinh anh dũng ấy đã viết nên một bản hùng ca về máu và hoa của lớp lớp thanh niên, những người con đất Việt. Theo những người quản lý tại đền tưởng niệm kể lại, trong những năm từ 1966 đến 1972, trên tuyến đường 20 thường xuyên có nhiều đơn vị thanh niên xung phong, bộ đội làm nhiệm vụ thông đường, thông tuyến, chiến đấu chống trả máy bay Mỹ, bảo vệ cho những chuyển hàng và những đoàn quân ra trận an toàn. Ngược dòng thời gian, cách đây hơn 40 năm, một buổi chiều ngày 14 tháng 11 năm 1972, máy bay B-52 ném bom dữ dội xuống khu vực đường 20. Một tiểu đội thanh niên xung phong đang san lấp hổ bom, vội vã chạy vào hang đá bên đường tránh bom. Pháo phòng không của ta nhã đàn liên hồi chiến đấu. Cung đường qua km 16 bị bom rồi tan nát. 5 chiến sĩ pháo binh đã hy sinh sau một loạt bom gần cửa hang. Tiếp liền sau đó là một tiếng nổ âm kinh thiên đồng địa vang lên. Phiến đá lớn ở vòm cửa hang nặng hàng trăm tấn bị sập đổ, găm sâu xuống lòng đất, bịt chằn kín miệng hang. Trận bom chấm dứt thì các đồng chí đồng đội của các cô các chú ở hai bên, người ta đến đây cứ đào bới. Trong lúc đào bới, người ta cứ nghe vang vọng ở trong hang đá này những tiếng khóc, những tiếng rên, rồi những tiếng kêu cứu cứ vọng ra như bầm ơi, cứu chúng con với, các anh các chị ơi, cùng chúng em với. Nhưng có phần tảng đá khổng lồ như thế này, người ta không thể sử dụng bằng sức lực chân tay được, mà lúc đó người ta nghĩ đến rất nhiều phương án khác, như sử dụng 3 chiếc xe xích đóng neo vào đá múc xích để kéo những tảng đá này ra. Đó là nổ mình để mong phá toang cửa hang ra, đó là đào âm về dưới đất. Nhưng đến đây đoàn chúng ta có thể thấy đây chỉ toàn núi đá vôi bạt ngàn như vậy, nên người ta đào vào, người ta cũng vấp phải đá và đành lòng bỏ lại mọi phương án cứu sống đồng chí đồng đội của mình. Và người ta chỉ biết sử dụng một cách cuối cùng, chặt các ống tre rồi ống nứa đun từ trên đỉnh núi xuống. Đến điểm nào không thể đun được những ống tre ống nứa đó xuống được nữa, người ta nghĩ đó có lẽ là điểm mà đồng chí đồng đội của mình có thể nhận được thức ăn rồi nước uống, mà hàng ngày họ cứ nấu cháo loãng như những bánh lương khô, rồi những viên B-1 luôn theo ống đó vào hang để mong kéo dài sự sống của đồng chí đồng đội mình. Nhưng những tiếng khóc,
tiếng kêu cứu đó ngày càng yếu ớt dần và lên dần, mãi cho đến ngày thứ 9 mới chấm dứt hoàn toàn. Lúc đó người ta mới làm lễ truy điệu và theo tiếng gọi chiến trường ra đi làm nhiệm vụ. Trần Bom đã biến hang đá thành nơi yên nghỉ, chốn vĩnh hằng của những người thanh niên xung phong dũng cảm. Như hàng vạn anh hùng liệt sĩ của đất nước, họ nằm xuống vì quê hương, tổ quốc. Tám thanh niên xung phong ấy có danh tính là Trần Thị Tơ, Lê Thị Mai, Đỗ Thị Loan, Lê Thị Lương và Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Mậu Kỳ, Hoàng Văn Vũ, đều cùng quê Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ cùng một ngày, ngày 5 tháng 4 năm 1971. Năm chiến sĩ pháo binh có danh tính là Mai Đức Hùng, Đinh Công Đính, tỉnh Hà Nam, Nguyễn Văn Quần, tỉnh Tuyên Quang, Sầm Văn Mắt, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Văn Thủy, tỉnh Hà Giang, tất cả hy sinh khi tuổi đời mới 19 đôi mươi. Đằng đẵng suốt gần 1/4 thế kỷ, năm 1996, tỉnh Quảng Bình cho lực lượng công binh lên phá cửa hang Tám Cô để tìm thi hài liệt sĩ. Sau 59 ngày đêm khoan, cưa, phá đá, đánh mìn, cửa hang Tám Cô đã được mở. Trong đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng vẫn còn lưu giữ những hiện vật của tám thanh niên xung phong. Đó là những chiếc vòng nhôm, lược nhôm, đôi dép cao su. Những kỷ vật ấy như những lời nhắc nhở những thế hệ sau như chúng tôi hiểu được những vất vả, gian khổ, hy sinh, mất mát của thế hệ cha anh đi trước để giành hòa bình, độc lập cho hôm nay. Cạnh đó có bia đá khắc bài phủ của giáo sư anh hùng lao động Vũ Khiêu như một lời truy niệm. Tuổi 20 nguyền hiến non sông, đường trăm trần xả chi sống chết, tỏ cùng trời đất tấm trung can, dại với non sông bầu nhiệt huyết. Tuổi chẳng thọ nhưng huân công mãi mãi trường tồn, thân dù tan mà khí phách đời đời bất diệt. Ban quản lý đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng chỉ có 8 người, nhưng đảm nhận một khối lượng công việc khá nhiều, từ hướng dẫn khách tham quan, thuyết minh đến bảo vệ, giữ gìn khuôn viên xanh sạch đẹp. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chăm lo hương khói cho các anh hùng liệt sĩ. Nhờ các anh mà đền tưởng niệm quanh năm hương khói không bao giờ nguội lạnh. Ngày nay, đền tưởng niệm trở thành nơi lui tới thường xuyên của du khách trong và ngoài nước mỗi khi có dịp đến với Quảng Bình. Để phát huy giá trị lịch sử cũng như giáo dục thế hệ mai sau, nhớ tới công ơn của các chiến sĩ bộ đội thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến đã hy sinh với mục đích thống nhất đất nước. Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng như trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng thường xuyên dựa trên những cái ngày lễ lớn của đất nước tổ chức các hoạt động như là thắp nến tri ân ngày 27 tháng 7, rồi tuần lễ giỗ năm 2015 cho tám thanh niên xung phong hy sinh tại hang Tám Cô cũng như các thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 20 của tháng này. Những câu truyền kể nơi hang tám thanh niên xung phong và đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng mang nặng yếu tố tâm linh và đều gắn liền với con số 8. Binh trạm 14 phụ trách đường 20 trong kháng chiến chống Mỹ có 8 tập thể và 8 cá nhân được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 8 liệt sĩ cùng chung quê Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ cùng đợt, tuy khác ngày sinh tháng đẻ, nhưng mất cùng nơi, cùng một lần. Tổ thần lằn trong đền tưởng niệm có 8 quả trứng, cây chuối trước hang Tám Cô nở ra 8 nải. Huyền thoại đường 20 Quyết Thắng, huyền thoại hang Tám Cô tiếp nối nhau, xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, chạy vào tương lai, thành một minh chứng hào hùng của tuổi trẻ trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Hang Tám Cô, Truông Bồn, Ngã Ba Đồng Lộc và Xuân Sơn và Long Đài là những tường đài sống động của thế hệ thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ. Có một con đường thời ta đánh Mỹ, có một con đường đi suốt quê hương.
có một con đường đi qua thời đại, con đường